chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 6 năm 2021. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung sau đây. Giữa bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, bệnh viện FV đã triển khai dịch vụ khám bệnh từ xa telemedicine với mục đích giúp những bệnh nhân được chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn. Dịch vụ khám bệnh từ xa sẽ hỗ trợ những bệnh nhân có các bệnh lý cần được theo dõi thường xuyên như cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch, dinh dưỡng, đau mạn tính vẫn có thể được chăm sóc sức khỏe hiệu quả và nhanh chóng. Trong phạm vi dịch vụ, các bác sĩ sẽ tìm hiểu tình trạng bệnh và tư vấn cụ thể cách chăm sóc tại nhà thông qua thiết bị kết nối internet như máy tính, điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng hỗ trợ cuộc gọi Skype, Zalo và Viber. Bệnh nhân cũng có thể đặt dịch vụ đo sinh hiệu và lấy mẫu xét nghiệm khi có nhu cầu. Ngoài ra, khoa dược của bệnh viện FV cũng sẽ chuyển thuốc đến tận nhà cho bệnh nhân dựa vào toa thuốc và phác đồ điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Theo đó, bệnh nhân chỉ cần liên hệ qua số điện thoại 028 5411 3333 hoặc 0962 627 826 của bệnh viện FV để nhận được tư vấn và hướng dẫn kết nối.